đến kiểm tra tiến độ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại dự án điện gió Tân Phú Đông 2, ông Phạm Trân Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công tiếp tục duy trì các hoạt động này, phải thực hiện chặt chẽ công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc bổ sung nhân sự có chuyên môn phù hợp với các giai đoạn còn lại, phải tuân thủ thực hiện nghiêm túc các quy định biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tôi cũng ra đây kiểm tra này là ngày thứ hai rồi. Có thể nói là một điều đáng mừng đó là mỗi một lần đi kiểm tra vậy thì cái khối lượng công việc của cái dự án này nó tiến triển rất là nhanh, rất an toàn, đặc biệt là về cái công tác phòng chống dịch. Dự án này tổ chức theo cái phương châm là ba tại chỗ, nhưng mà ba tại chỗ đây nó đặc điểm nó khác với một cái số ba tại chỗ khác. Ba tại chỗ khác là theo quy định là ăn ở và làm việc một chỗ, nhưng mà dự án này là có mở thêm cái khu vực làm ở trên đất liền, đó là mở thêm là gì, một cung đường hai điểm đến, tức là có ở một cái chỗ ở tập trung và một cái chỗ làm việc riêng, và khi mà muốn đi làm thì người công nhân được tập trung ở các cái điểm nè, như điểm trường nè, khách sạn nè, là có xe đưa đón đến cái công trường làm việc và sau đó từ công trường quay trở về chỗ ở. Dự án điện gió Tân Phú Đông 2 được xây dựng tại khu vực biển thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, có công suất lắp đặt khoảng 50 MW, cung cấp gần 154 triệu kWh một năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, nhưng đến nay, với sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, công nhân, lao động, nên tiến độ thi công dự án đạt hơn 70%. Đặc biệt, thời gian qua, chủ đầu tư, nhà thầu đã thực hiện có hiệu quả phương án 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến. Thank you.